Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh TV. Rất là vui khi mỗi ngày lại được nói chuyện với các bạn này trên kênh của Khánh TV. Cho bạn nào mới lần đầu xem kênh thì kênh của Khánh TV thì chuyên chia sẻ những cái video về dâu tây, cây cảnh, làm vườn và thiên nhiên các bạn nhé. Đó. Ở đây là hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cái màu sắc của hai loại cây, loại hai loại dâu không phải thuộc cái dòng dâu để làm kinh tế, đó là như là Nhật Hana, mà đây là hai cái loại dâu mà mình trồng và mình sưu tầm bởi vì mình thích màu hoa, đó là Nhật Hoa Đỏ và Hà Lan Hoa Hồng. Một cây Nhật Hoa Đỏ thì được một bạn có tên là Anh Tú. Bạn này thì không biết bây giờ còn trồng dâu tây không, bạn trồng cây cảnh và cây hoa lan thì bạn đã từng gửi một tặng mình một chậu dâu và nó khá là đẹp, rất là lâu. Cái chậu này thì là cái chậu mà trước đây đã bạn đã gửi tặng mình và mình nhân giống ra thì nó có hai cái chậu như thế này đây. Đó, các bạn thấy không? Những cái cây dâu này thì nó cứ lớn lớn dần và đặc biệt của những cây dâu này thì nó khá là bền và nó đẻ nhánh rồi mình chăm sóc và nó kháng bệnh cũng khá là tốt, và thật sự là cái khả năng mà chống chịu với thiên nhiên nó khắc nghiệt cũng rất là tốt. Tất nhiên là các bạn phải giữ ấm nhá, nó đã khá là lâu rồi. Và đây là những cây lan, xin lỗi các bạn lại đang nói chuyện lan, chuyện cây là cây dâu tây Hà Lan Hoa Hồng. Mình mua hai lần, một lần trên Shopee và chính một lần mua như vậy thì mình đã có một cái trải nghiệm mà mình có rất là nhiều những video, đó là mua cái dâu tây trên mạng về, nhờ cái cây lan mà cái dâu tây mà mình mua trên mạng về nó bị hỏng đi và nó không trồng, nó không sống, và mình phải trả giá bằng một ít tiền, tất nhiên là không đáng kể các bạn nhé. Thì mình có được những cái trải nghiệm và những cái bài học, và những cái bài học về rất là giá trị, rồi sau đó thì mình chia sẻ cho các bạn trên cái kênh. Đó là một trong những cái bài học mình cảm thấy rất là cảm ơn những cái thất bại. Và sau đó thì mình có mua những cây dâu tây Hà Lan Hoa Hồng tại vườn dâu tây Văn Sang ở Đắk Nông. Văn Sang thì cũng một bạn rất là trẻ và bạn có vườn dâu tây, bạn cũng có những cái video chia sẻ rất là nhiều kênh, cũng khá là nhiều người quan tâm đến việc trồng dâu tây. Nhưng mà bây giờ thì bạn Văn Sang lại trồng dâu tây nhà vườn rồi, dạng như là trồng công nghệ cao, và bạn cũng có nói rằng là bạn trồng dâu nhưng mà cái phần mà làm giống thì bạn không có phun phân thuốc, còn bạn cái loại phun phân thuốc thì bạn đã làm giống. Thì đấy là một trong những cái tư duy mà trồng cây mình thấy bạn Văn Sang cũng có một cái tư duy rất là tốt, có nghĩa là bạn cũng mong muốn trao cho cộng đồng những cái gì mà nó có nghĩa là trồng một cây dâu mà để lấy quả thì bạn không có phun thuốc, còn lại là bạn nói rằng là cái dâu tây mà làm giống thì bạn phun thuốc. Đấy là một trong những cái tư duy mình xem được, mình thấy rất là hay. Cũng cảm ơn bạn Văn Sang. Và các bạn nếu mà có vườn dâu tây cũng các bạn cũng luôn nghĩ như vậy ha. Hãy cho đi những gì bạn muốn, tức là mình mong muốn cái điều gì thì hãy trao cho cộng đồng cái điều đó. Có nghĩa là trồng dâu tây mà bán quả mà ăn, mình ăn được thì người khác ăn được, đúng không? Chứ thực ra thì mua một ký dâu tây mà đắt cỡ mấy trăm ngàn mà chúng ta ăn mà không có cảm giác an tâm thì cũng không nên các bạn ha. Hoặc là ví dụ như trải nghiệm vườn dâu tây mà vào trong đó mà cái phân thuốc quá nhiều thì đừng có bao giờ mà đánh đổi cái sắc đẹp một chút cái ảnh selfie cho phiếc mà vô để hít những cái chất độc ở trong cái vườn dâu tây thì thật ra thì cũng không nên các bạn nha. Đấy thì mình muốn nói các bạn rằng là nếu như các bạn có đam mê thì ngoài cái việc mà trồng những cây dâu mà có giá trị kinh tế, ví dụ như là nó cho năng suất quả, thì các bạn có thể trồng những cái dâu tây này để ngắm hoa chơi. Và như mình thì đây, thay bằng cái việc là dâu tây nó rất là ít thời gian mà có thể ngắm, có duy khoảng có vài ngày thôi, thì mình quay lại những cái video này để các bạn cùng ngắm ha, ngắm nghía. Đó, mình cận cảnh lại cho các bạn xem này, cái dâu tây bùm. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là Hà Lan Hoa Hồng. Các bạn thấy đẹp chưa? Nhụy của nó này. Vàng vàng xinh xinh đúng không ạ? Cái màu rất là mê. Và Nhật Hoa Đỏ. Chiu. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Mê chưa? Nếu như các bạn thấy thích những cái dâu mà cái màu của hoa thì các bạn hãy để lại comment. Các bạn có yêu thích hay không hoa? Và mình thì nói thôi, mình chia sẻ rất là mộc mạc. Những cái video của mình thì chỉ mang lại cái giá trị về tinh thần thôi các bạn nhá.
Các bạn đam mê thì các bạn nên sưu tầm, học hỏi và trồng. Trồng thì có hai hình thức, có nghĩa là bạn trồng chơi vui, các bạn có thể phát triển thành trồng hoa cây cảnh như các bạn bán, hoặc là các bạn có thể là làm vườn để phục vụ cái việc du lịch, ngắm trải nghiệm, hái dâu tây, ăn dâu tây và phục vụ cho bản thân gia đình, kiểu gì cũng được. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất đó là các bạn phải có cái lòng yêu thương và cái tư duy là tích cực, luôn luôn là ủng hộ những cái gì mà người ta làm được và chia sẻ cho mình, rồi mình bắt đầu học hỏi, mình học hỏi những cái người làm được và chia sẻ cho mình những cái kiến thức, những cái niềm đam mê. Và các bạn phải có đam mê tuyệt, gọi là đến tột cùng. Và mình đã từng nói với các bạn là nếu mà các bạn đam mê thì phải có lòng kiên nhẫn, và thể hiện lòng kiên nhẫn bằng cách là xem hết những video mình chia sẻ. Và nhắc lại các bạn là dâu tây rất dễ trồng, và cái đất của các bạn ở trong trong vườn này các bạn có thể trồng được dâu tây. Nhưng mình khuyến cáo các bạn là đa số các bạn trồng dâu tây mà nó không sống được là do các bạn lúc ban đầu á, là các bạn trồng dâu tây trong phân, nó bị sốc phân và sót phân thì thường là nó chết, và các bạn khi nó chết thì các bạn mất động lực, và các bạn cứ thấy người ta làm đẹp và các bạn mong muốn bón phân và cho nó nhanh, gọi là dục tốc thì bất đạt. Có nghĩa là trồng dâu tây nó cũng như làm giàu đấy, nó không thể sau một đêm được các bạn nha, không thể sau một đêm được. Các bạn phải nên nhớ rằng là để có những cái cây dâu tây, và để có những cái lời chia sẻ, và để có những cái cây dâu tây ngắm, và kể cả là quay video mặc dù đơn giản thế này, mình mất nhiều năm các bạn nha, mất nhiều năm kiên nhẫn, và có nghĩa là cứ cẩn mẫn và không có một cái sự toan tính nào trong đây. Không nghĩa là mình không phải là cố gắng trồng để mình bán, mình kiếm tiền, mình làm giàu, mình cũng không cố gắng làm để gọi là mình giật tít câu view hay như nào. Nhưng mà khi có những thành quả, và đặc biệt là có khi có những cái gì mà nó mang lại cảm xúc tinh thần, thì mình thường lưu lại những cái video đó, video về bông hoa và nói chuyện với các bạn như vậy để các bạn có thêm động lực, đúng không ạ? Thì các bạn hiểu rồi, động lực như thế nào thì các bạn biết là giá trị về tinh thần nó luôn là mang lại cái giá trị lớn nhất. Có nghĩa là tiền bạc rất nhiều, nhưng mà khi bạn mất tinh thần này, các bạn không vui này, đấy, các bạn không có nghị lực này, thì nó không có giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không? Các bạn nhiều kiến thức nhưng mà kiểu như là mình thiếu nhiều kiến thức nhưng mình thiếu kiên nhẫn thì cũng không được. Cho nên là khi mà trồng được một cái cây, biết được một cái điều gì đó, thì các bạn có lòng kiên nhẫn, có kiến thức, có cái sự yêu thương và cái sự trau chuốt, và đặc biệt là hiểu sâu và luôn luôn có cái tư duy là cùng thắng, có nghĩa là mình chia sẻ những cái gì mình làm được và đơn giản thôi. Cái giá trị thì có thể người này hiểu được nhưng người khác không hiểu được, và mình thì cứ đam mê thôi, mình cứ đam mê trồng dâu tây thôi, và không vì mục đích gì khác, là khi có những cái cảm xúc đẹp, có những cảm xúc hay, có những cái tư duy tốt, và những cái gì mà mình thích chia sẻ thì mình chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, và mình chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Vì cái giai đoạn này thì đang giai đoạn dâu tây nó trổ hoa, đặc biệt là hoa hồng, hoa đỏ rất là nhiều, và mình tranh thủ cái buổi mà quay được những cái thước phim bằng điện thoại nó đẹp nhất để mình gửi đến các bạn. Chỉ như vậy là mình cảm thấy rất là vui rồi. Cảm ơn và chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Các bạn có khó khăn hay thắc mắc gì trong cái việc trồng dâu tây hoặc là chăm sóc những cây dâu tây nhỏ bé nhưng mà mang lại cảm xúc tinh thần rất là lớn và có giá trị rất là lớn trong cái cuộc sống, đời sống tinh thần, thì các bạn hãy comment và để lại số điện thoại, hoặc là các bạn có liên hệ của mình qua Zalo, mình giúp các bạn được cái điều gì mình sẽ giúp, và mình hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Và chúc các bạn nào kiên nhẫn đến phút này xem những video của mình thì mình chắc chắn các bạn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.